thì mấy chị hỏi em cái combo dành cho da ngâm, da đen và cái khử da vàng mọi người. Thì hôm nay em cho mấy chị một cái combo này là cực kỳ mạnh luôn, sử dụng cho cái nền da khỏe, da ngâm, da đen, da vàng. Ha, chị nào muốn khử da vàng, da ngâm, da đen thì mấy chị sử dụng combo này, nhưng mà đặc biệt da mỏng, da yếu thì mấy chị không có sử dụng nha. Tại vì đặc biệt là combo này nó có tẩy mạch ngọc ly nha. Thì combo này ở đây em cho mấy chị là hai hộp quan nè ha. Rồi em sử dụng cho mọi người là hai hộp gáy nhật. Xù thì ở đây em đi sử dụng xù 15g hai hộp cho em ha. Rồi vét đỏ hai hộp nha mọi người nha. Axit thái hai hộp. Quan hai hộp nha. Rồi xanh vàng hai hộp ha. Muôn thuở sử dụng ha. Muôn thuở với Việt Lan mỗi cái một hộp giùm chị em. Tại vì cái này là combo có bạch ngọc liên nên mình sử dụng cái tẩy ít thôi nha mọi người nha. Rồi ở đây em sử dụng thêm một ống kích. Đó. Một tém án thái nha mọi người nha. Và combo này đặc biệt nó sẽ có cái hũ bạch ngọc liên. Bạch ngọc liên này thì mấy chị sử dụng tùy theo da của mấy chị nha, chứ không phải là sử dụng hết hũ. Một cái hũ bạch ngọc liên này mấy chị mua, mấy chị có thể sử dụng được 3 tới 4 lần trên combo này. Ví dụ như cái nền da mấy chị là thuộc da khỏe, da dày và da đen nhiều thì mấy chị pha cho em 1/3 hũ. Còn chị nào muốn mạnh thì có thể nửa hũ. Hả? Còn cái nền da mà vừa thì mấy chị pha cho em 1-2 muỗng nhỏ thôi, tùy vào cái nền da mà mấy chị bỏ tẩy bạch ngọc liên, được chưa mọi người ha? Tại vì khi mấy chị bỏ bạch ngọc liên là bỏ ít vừa đủ xài thì nó năng tâm trắng da cho mấy chị. Còn nếu mấy chị lạm dụng nó quá thì nó làm cho da mấy chị mỏng và dễ bị bong da. Mấy chị lưu ý giùm cho em khi mình sử dụng bạch ngọc liên, mình phải nghe theo cái người bán, người ta hướng dẫn để mình pha nha mọi người nha. Đó, cuối cùng là cái hũ cốt khử thâm. Hũ cốt khử thâm độc quyền nhà em nha mọi người nha. Đây, cái combo này thì em cho mấy chị thêm cái hũ cốt khử thâm này để nó làm cái gì mọi người, để khử cái da vàng, da thâm, da sạm cho mấy chị em nhà mình, với lại đặc biệt làm cái nền kem của mấy chị nó đẹp hơn, nó dẻo và nó xốp kem của mấy chị nha. Còn cái hũ dưỡng á thì mấy chị sử dụng vitamin hay quay hay cái dòng dưỡng nào cũng được hết, nhưng mà cái hũ dưỡng này mấy chị không có sử dụng hết, mấy chị bỏ sau cùng dùng cho em, bỏ từ từ lần một ít nha. Combo này thì mấy chị bỏ lần khoảng 1/3 hũ thôi. Nếu mà chị nào thích đặt thì bỏ ít hơn, chứ không phải là sử dụng hết hũ quay nha mọi người nha. Lưu ý cái kem phơi mặt này mấy chị đánh cho nó mịn, còn cái hũ quay thì mấy chị bỏ sau cùng, bỏ từ từ lặn ít rồi mấy chị tự canh chắc kem. Nguyên liệu thì mấy chị tự canh chắc kem nha mọi người nha. Combo này thì nó ra khoảng được 450g tới nửa ký kem ha cả nhà nha. Đó, chị nào muốn sử dụng combo này thì cứ nhắn qua cho em liên nha mọi người. Mấy chị lưu ý combo này da mỏng da yếu mấy chị không sử dụng giùm cho em nha, chỉ dành cho da khỏe, da đen, da vàng, da ngâm, da tê lì thôi.